Em Quang Vương xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ Vơ-đét được ra đời vào những năm 1930, 1940 và sưu tầm nguyên chiếc từ nước Pháp về. Thưa các bác, nó có chiều cao 62 cm và chiều ngang là 44 cm dư. Cái mã em để là 1725 để các bác tiện theo dõi. Và giá chiếc đồng hồ Vơ-đét này xin giao lưu các bác là 7.500.000. Trên chiếc mình của bác là một chiếc đồng hồ Vơ-đét, bác thấy cái vỏ thùng rất to và đẹp. Hai bên chạm trổ hai bông, những cái bông hoa siro đối xứng với nhau. Đấy. Và cái thùng do các nghệ nhân Pháp chạm trổ và nu cũng khá đẹp. Mặt bát giác nằm số vẽ và cái này kính cong hay gọi là kính mo. Bên dưới là kính vẽ thủy, thưa các bác, và thấy rất đẹp luôn. Khi mà bác treo ở trong ngôi nhà của bác và với mức giá trung bình 7.500.000, em nghĩ là bác nào cũng có thể sở hữu được cái chiếc đồng hồ này. Đấy, khi mà treo nhà rất là đẹp luôn. Và thấy mặt bát giác nằm đây, made in Spain, được dập ở đây thưa các bác. Đó, made in Spain dập ở đây. Phải bao cost thì khoảng một tuần trời, quý bác cũng phải đến có một lần. Và tất cả đồng hồ đã được cả em Quang Vững vệ sinh, cho dầu chạy rất tốt rồi. Các bác phải chỉ việc dùng thôi thưa các bác. Bên dưới là quả lắc tròn bác nhé, quả lắc tròn luôn. Đó, thương hiệu Vơ-đét được dập ở đây. Và bên dưới là dập, ở đây là made in Spain dập đây bác nhé. Đó, củ gông nó có 5 côn, rất là dài, 5 búa cho vào nhạc khuét bên tơn, 15 phút điểm nhạc một lần. Em cho điểm nhạc luôn, 15 phút. Rất là ngân, nó là âm thanh của Vơ-đét. Và là rất là ngân và cực kỳ tuyệt vời. Chơi vào nhà khuét bên tơn. Nếu các bác không muốn nghe nhạc thì các bác có thể gạt cái chuông này ra thì đồng hồ này sẽ không chạm vào cái vô này, không chạm cái côn thì không tạo ra âm thanh được, thưa các bác. Đó. Các thấy không? Chiếc đồng hồ cực đẹp và cực kỳ tốt. Bây giờ sẽ tháo cái bộ máy này ra để bác xem cái bộ máy mặc dù được sản xuất vào năm 1930, 1940 nhưng tình trạng còn rất là tốt. Em sẽ rút bộ máy này ra, để hai bên hai cái ốc thì tháo ra. Và khi mà các bác tra dầu cũng một tuần trời, các bác tháo ra, tra dầu một lần thì đồng hồ đảm bảo sự bền bỉ rất là cao. Và đây là bộ côn của nó nhỉ, còn rất là đẹp luôn. À, mặc dù được ra đời khoảng 1930, 1940. Và đây là bộ máy của nó. À, bộ máy còn rất đẹp luôn. À, vào đây không? Rất đẹp luôn, còn vàng óng luôn. À, logo Vơ-đét được dập ở đây. Và cái da vò còn cực kỳ tốt, như bác vừa nghe âm thanh. Rồi, bao cốt thì còn đầy đủ bác nhé. Để em đã cho thợ vệ sinh kiểm tra và còn đầy đủ rồi luôn bác nhé. Cho nên bác chỉ được dùng, yên tâm mà dùng thôi. Em sẽ đặt điện thoại xuống dưới này và lắp lại cái đồng hồ này như cũ. Các bác cố gắng khi sử dụng bất cứ một chiếc đồng hồ nào thì cố gắng các bác 6 tháng các bác tháo ra, các bác tra dầu bảo dưỡng một lần thì đồng hồ nó có sự bền bỉ tốt hơn. Trên đây là em Quang Vững đang giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Vơ-đét được ra đời khoảng năm 1930, 1940, được em Quang Vững sưu tầm từ đất nước Pháp nguyên bản về. Và cái mã em để là 1725, chiều cao xin nhắc lại là 62 cm, chiều ngang là 44 cm dư, và xin giao lưu với các bác là 7.500.000. Bác này yêu thích cái chiếc đồng hồ này xin gọi cho em đồng hồ của Quang Vững với chiếc đồng hồ rất đẹp và nu và mặt bát giác nằm kính cong hay gọi là kính mo, bên dưới là kính vẽ thủy có lắc tròn. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững.